Và lời nói đầu tiên thì cho phép em Tiên xin được gửi lời chào tới toàn thể các cô bác anh chị, xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị. Chúc quý vị một ngày mới, một tuần mới và một tháng mới đầy may mắn, vui vẻ và hạnh phúc, an khang nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và quý vị hãy chia sẻ cái live stream này giúp em Tiên để có cơ hội nhận quà từ em Tiên. Cuối live stream em Tiên có cơ hội tặng quà cho mọi người nhé. Ai may mắn sẽ nhận được quà từ em Tiên đó là bộ đôi rượu thuốc trị xương khớp này của em Tiên nha. Mọi người ơi, mọi người hãy nhanh tay chia sẻ live stream này giúp em nha. Mẹ cảm ơn nhé. Hãy nhanh tay chia sẻ live stream này giúp em Tiên để có cơ hội cuối live stream nhận quà từ em Tiên ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và quý vị ơi, bộ đôi rượu thuốc trị xương khớp này á, thật sự là thần kỳ luôn á quý vị. Nói chung là nếu mà ai hợp thuốc cơ, ai hợp thuốc thì sẽ khỏi hoàn toàn và không tái lại á. Nhưng mà gặp vấn đề xương khớp như là thoái hóa này, vôi hóa và gai đốt sống thoát vị đĩa đệm thì mình sẽ khó chịu dứt điểm lắm quý vị ạ. Mình mà cơ địa hợp thuốc thì nó sẽ đỡ được lâu dài nha. Em có thuốc dạ dày không? À dạ vâng, em có thuốc dạ dày nha. Thuốc dạ dày nhà em Kiên đây ạ. Thuốc dạ dày nhà em Kiên đây ạ. Thuốc dạ dày nhà em Kiên thì một liệu trình của nó thì sẽ gồm 5 ấm. Mỗi ấm thì mình sẽ đun uống trong vòng 2 ngày và mỗi ấm thì mình đun khoảng 5 lần nước nhá. Mình chỉ cần cho nước vào mình đun sôi khoảng 15 phút thôi là mình có thể bắc xuống mình uống. Và nếu như ai bị bận công việc á thì mình có thể đun cho vào ấm giữ cho vào bình giữ nhiệt hoặc là cho vào cho nó nguội một xíu mình cho vào chai để mình đi làm theo nha quý vị nha. Nếu như là cái này có thể trị các bệnh liên quan đến dạ dày ạ, như là viêm loét dạ dày, viêm hang vị, viêm bờ cong nhỏ và trào ngược dạ dày. Nếu ai có khuẩn HP mà hợp thuốc của nhà em Tiên thì người đấy cũng sẽ khỏi hoàn toàn. Cái thuốc dạ dày này của bên em là đảm bảo là nếu đã hợp thuốc và khỏi thì sẽ khỏi hoàn toàn, không tái lại nha quý vị nha. Đây ạ, đây là thuốc dạ dày nhà em Tiên nha quý vị ạ, đây ạ. Dạ vâng, nói đến cái thuốc xương khớp mà ai mà không uống được cái thuốc loại ngâm rượu này á thì mình sẽ uống cái loại đun uống ạ. Cái loại đun uống của nhà em thì có 5 vị cây kết hợp với nhau quý vị nhé. 5 loại cây kết hợp với nhau là nói chung là cái tên cây của nó thì ông bà nhà em thì biết, còn em thì không, chưa đến tuổi, chưa đủ tuổi để biết ạ. Thì quý vị ơi, cái 5 loại cây kết hợp với nhau mình chia ra 5 ấm, mỗi ấm mình đun uống khoảng 5 lần nước. Khi nào nước thuốc nhạt màu đi thì mình sẽ thay thuốc khác nhé. Ngoài thuốc trị dạ dày ra và trị xương khớp ra thì nhà em còn có thuốc trị yếu sinh lý ạ. Yếu sinh lý như kiểu là xuất tinh sớm hoặc là không cường dương. Quý vị có thể tìm hiểu và tham khảo thuốc bên em qua Facebook Lò Thị Tiên. Quý vị có thể... À dạ vâng ạ, em có thuốc trị nhưng mà thuốc trị của nhà bác em thì cực kỳ khó tìm và cực kỳ khó uống. Nên là nếu quý vị muốn ạ, nếu quý vị muốn lấy thì quý vị phải... phải liên hệ Facebook em Kiên, em Kiên tư vấn cụ thể ạ. Mình bị trĩ nội hay là trĩ ngoại ạ? À dạ vâng, thế thuốc xương khớp có trị được đau lưng không? Dạ có ạ, trị được đau lưng mỏi gối chân tê tê mỏi. Trị được đau khớp, cứng khớp. Nếu mà mình bị viêm đa khớp mà bị sưng lên á thì mình có thể dùng loại đun uống thôi ạ. Bị sưng đau xương khớp thì mình dùng loại đun uống nha quý vị nha. Quý vị đợi em một xíu để thay đổi không khí ngày hôm nay thì em Tiên sẽ... để thay đổi không khí ngày hôm nay thì em Tiên sẽ... Ô, bỗng biết sao thêm lại về vaccine, quảng cáo nhiều thế nhỉ? Dạ vâng ạ, em sẽ hát tặng quý vị một bài nữa. Đó là bài Hoa Anh Đối nha quý vị nha. Với cả là như thế này ạ, nếu như mọi người mà bị các bệnh liên quan đến dạ dày xương khớp, hôm nay thì em Tiên sẽ tặng cho quý vị một liệu trình. Nếu như quý vị chia sẻ cái live stream này cho em Tiên, và thứ hai nữa là chia sẻ một cách công khai trên trang cá nhân của mình nhé. Sau đấy mình sẽ tặng, một là quý vị có thể chọn cho em là một liệu trình xương khớp hoặc một liệu trình dạ dày cũng được á. Mọi người ơi, cố gắng lên ạ, cố gắng lên nha. Chia sẻ giúp em ạ, khi mà lên được 500 mắt xem thì em sẽ tặng quý vị ạ. À dạ vâng, 495 rồi, còn 5 người nữa thôi ạ, còn 5 người nữa thôi, còn 5 người xem nữa thôi, còn quý vị cứ chia sẻ ạ. À dạ vâng, ui dồi ôi, lên 600 rồi, vâng, 600 rồi, em xin phép được tặng cho, ok ạ. Ok, em sẽ xin phép được tặng cho một anh chị, ok, Nguyễn Hiên nha, ok, cho chị nha.
Chim reo ca mừng vui đón mùa xuân, tiếng suối nước trong tươi xanh ruộng đồng, cho lúa nhanh vàng thêm những niềm vui, dọc dạch tình càng rừng reo suối ngon. Nhanh tay em gặt bông lúa vàng thơm, lúa mãi thắm xanh có em vun trồng, vui quê hương mình điện sông đã reo, có tiếng hát em đón xuân bản mưa. Nhìn lượt xem ạ. Dạ vâng. Nồng muôn trông tòn cây má bi mờ, bi bưng nông lè hay na cây quảng, muôn chơ lưng tòn hay na biển mơ, quang đan tinh tàng và khắp hối lai. Nhanh tay em gặt bông lúa vàng thơm, lúa mãi thắm xanh có em vun trồng, vui quê hương mình cuộc sông đổi thay, có tiếng hát em đón xuân bản mường. Nóng ơi, đôi bàn tay em dệt lên cây trái, bông hoa núi em đẹp mãi núi rừng. Nóng ơi, lời nói em thêm sức mạnh đoàn kết, cùng đắm say xóa đói nghèo bản vui. Nóng ơi, hỏi em thận không? À dạ vâng, em có thuốc sỏi thận nha quý vị nha, em có thuốc sỏi thận ạ. Một liệu trình sỏi thận thì gồm 6 ống 300.000 một liệu trình ạ. Thuốc xương khớp nhà em là bộ đôi này là 350, em miễn ship nha. Nếu ai đặt trên livestream của em kia là ai chốt trên livestream của em kia thì em miễn ship ạ. Dạ vâng quý vị ơi đi đâu mà mộng vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây. À bà con cô bác lại đây cùng nhau tương tác giúp em kia này. Và 1020 lượt mắt xem rồi quý vị ơi, em xin được tặng ạ. Em được tặng một liệu trình thuốc dạ dày cho quý vị nha. Ok là Hoan Vì Văn nha, em xin được tặng cho Hoan Vì Văn một liệu trình thuốc dạ dày của nhà em Kiên ạ. Dạ vâng, tí nữa thì inbox cho em họ tên, địa chỉ và số điện thoại nhận để em có thể gửi thuốc cho quý vị quý anh chị nha. Bây giờ ạ, dạ vâng cũng đã đến em cũng livestream được khoảng một lúc rồi. Thì quý vị muốn có cái cơ hội để nhận quà từ em Kiên cuối livestream thì em Kiên có thể ạ, em Kiên có thể đọc một câu hỏi cho quý vị, ai trả lời nhanh nhất và ai trả lời nhanh nhất với cái câu hỏi của em Kiên thì người đấy sẽ may mắn nhận được một liệu trình. Quý vị tự chọn nha, thích liệu trình nào quý vị tự chọn ạ. Dạ dày có nhá, xương khớp có, sỏi thận có, yếu sinh lý có này, trĩ có này, ngoài ra em còn có cả thuốc đau bụng kinh nữa, bệnh gút hoặc là tiểu đường thì quý vị có thể quý vị có thể liên hệ Facebook em Lò Thị Kiên nha, hoặc là gọi 0335 515 427 quý vị anh chị nha. Cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều. Dạ vâng quý vị ơi, cái gì ạ? Ngày nào cũng thấy bản mặt của em. Dạ vâng, không phải là ngày nào cũng thấy bản mặt của em Kiên đâu, mà là do em Kiên cũng chỉ kiếm tiền bỉm sữa thôi. Thực ra thì chúng ta cũng đừng nên khắt khe với nhau làm gì cả. Mạng xã hội là chúng ta để làm sao chúng ta để chúng ta có thể chia sẻ những nỗi niềm, chia sẻ những cuộc sống vui vẻ. À nhưng mà em có nghe nói người ta bảo là
Facebook cũng chính là nơi mà con người ta có thể chia sẻ cái cuộc sống thật sự, chia sẻ cuộc sống thật sự, những cái cuộc sống hàng ngày của mình. Nhưng mà Zalo chính là mảnh đất ngoại tình màu mỡ. Ấy, nhưng mà em thì em lại không hay dùng Zalo mấy. Vào Zalo em chỉ xem tin tức, ví dụ như là cái gì nhỉ? Ví dụ như là có bao nhiêu ca mắc thêm này, xong rồi Điện Biên của mình có tình hình như thế nào nữa, đúng không ạ? Đấy, chỉ vào Zalo đấy xong rồi đọc vài tin nhắn thông báo sinh nhật để chúc mừng sinh nhật của mọi người, xong em lại thoát ra thôi. Chứ toàn là em dùng bên Facebook với cả nhiều khi em cũng lướt TikTok vì cũng thấy nhiều cô bác anh chị cũng người Thái của chúng ta thì cũng là host TikToker đó. Nên là quý vị anh chị ơi, không có một ai là không có cơ hội để nổi lên. Chỉ cần mình có tâm, có tầm, có thật sự có tài năng, một cái tài năng gì đấy thôi cũng được. Quý vị cô bác anh chị ơi, cảm ơn quý vị cô bác anh chị hôm nay đã ghé live stream của em Kiên ngày hôm nay. À dạ vâng ạ. Cái gì cơ? Sao em đọc được một cái bình luận của một bạn ấy? Sao mà bạn ấy lại có thể nói em như thế nhỉ? À mà thôi, thì bởi vì chúng ta không phải là về vấn đề phân biệt dân tộc hay thế này thế kia đâu. Dân tộc Thái của bọn em, dân tộc Lào, dân tộc Kinh, dân tộc gì cũng là dân tộc Việt Nam cả. Nếu mà bạn không phải là dân tộc thì bạn có thể lướt qua cái video này và bạn bay về hành tinh của bạn đi nha. Thứ hai nữa là bạn đừng có khinh thường những người mà dân tộc như kiểu bọn tớ. Ôi dồi ôi, bọn tớ là dân tộc Việt Nam đoàn kết và sắp đến ngày đoàn kết toàn dân rồi á. Nên là chúng em 54 dân tộc đoàn kết với nhau sẽ xua đuổi những thành phần mà gây chia rẽ đoàn kết nha quý vị nha. Nhớ đó, đừng có mà bất hòa, đừng có mà mất đoàn kết. Như vậy thì sẽ không phải là dân tộc Việt Nam của chúng em đâu ạ. 54 dân tộc anh em trên vùng đất Việt Nam hình chữ S sẽ luôn luôn và sẽ luôn luôn đoàn kết với nhau và không bao giờ phân biệt chủng tộc màu da. Nên là các bạn cứ yên tâm và đừng bao giờ cái suy nghĩ, cái lối tư tưởng của bạn đừng bao giờ có kiểu như vậy nha. Khi mà lối tư tưởng của bạn mà có kiểu suy nghĩ phân biệt dân tộc như vậy thì các bạn sẽ không bao giờ phát triển được phần người của mình đâu. Mãi mãi chỉ ở phần con đấy thôi nha bạn nha. Mà thôi, người ta thường hay nói là khi sinh ra thì người ta cười còn mình khóc. Còn mình thì phải sống làm sao để khi chết đi mình người ta khóc còn mình cười, được chưa ạ? Cái châm ngôn này của em luôn luôn ở trong cái đầu này đó quý vị ạ. Nên là nếu như có cái cô bác anh chị nào mà có cảm thấy phiền thì cứ lướt qua cái video này của em. Còn anh chị cô bác nào mà cảm thấy yêu quý em Kiên thì vui lòng dừng chân lại và em Kiên vẫn sẽ tặng đến cuối livestream nha quý vị nha. À dạ vâng, cũng cuối livestream em sẽ xin đọc cho quý vị anh chị một câu hỏi ạ. Một câu hỏi duy nhất nha. Con sâu gì mà dùng thuốc trừ sâu cũng không được? Con sâu gì mà dùng thuốc trừ sâu cũng không chết ạ? Con sâu gì ạ? Sâu gióm không phải? Không phải con nhăn, không phải con gì ạ? Không phải dày, không phải con... Đây là con sâu gì ạ? Con sâu gì mà dùng thuốc trừ sâu cũng không được ạ? Không chết ạ? Con sâu gì? À dạ vâng ạ, quý vị có ba anh chị ai mà có bình luận lên trên đầu tiên thì em Kiên sẽ lấy cái bình luận đấy của người đấy nha. Và em Kiên sẽ chỉ lấy một người duy nhất để chọn cho mình, tự chọn là muốn lấy thuốc xương khớp hay dạ dày gì đấy thôi nha. Dạ vâng ạ. À dạ vâng, em chưa thấy, em không phải là con sâu gióm, không phải là con sâu đo, không phải là con vắt con gì đâu mọi người ơi, đừng có nói. Em cực kỳ sợ vắt luôn nha quý vị nha. Nói thật với quý vị là có một kỷ niệm hồi bé là anh trai của em, bởi vì biết em sợ vắt nhưng mà hôm đấy là không biết là sinh nhật hay cái gì mà họ tặng cho em một cái, anh ấy tặng cho em một cái hộp mà trong đấy toàn con vắt. Thế là em nhìn thấy em ngất luôn, ngất xỉu một lúc sau mới tỉnh lại được đó quý vị. Em cực kỳ sợ vắt ạ. Không phải nha, không phải con sâu đo, không phải sâu gióm. Nói chung là cái sâu nào mà mình dùng thuốc chữa sâu cũng được. À đây rồi quý vị ơi, đây rồi ạ. Đây rồi bác ơi, bác đá tảng ơi, bác đã rồi sâu răng nha quý vị nha. Em xin được chúc mừng bác đá tảng đã có cái câu trả lời. Thì tí nữa đá tảng có thể cho em xin họ tên, địa chỉ và số điện thoại nhận để em có thể gửi một liệu trình cho quý vị anh chị tự mình có thể chọn lấy nhá. Thích lấy cái loại thuốc gì cũng được nha. Một loại thuốc thôi, một liệu trình thôi nha. Có thể là thuốc xương khớp, có thể là dạ dày. Và ai bị những trường hợp như thế thì cứ liên hệ em Kiên. Và cảm ơn cô bác anh chị đã ghé livestream của em Kiên ngày hôm nay. Cảm ơn hơn 1.000 người đã cố gắng xem em Kiên đến cuối livestream. Hôm nay em Kiên chỉ livestream vậy thôi. Và sau này em Kiên sẽ
có cơ hội để live stream nhiều hơn và gặp gỡ mọi người nhiều hơn. Và mọi người đừng ghét em Kiên, mọi người hãy tạo cơ hội cho em Kiên kiếm tiền bỉm sữa cho con em với nhá. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và bây giờ em xin phép được xin kính chào và tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị anh chị nha.